Rác thải, một vấn nạn to lớn mà chúng ta đang nỗ lực từng ngày, từng giờ để giảm thiểu tác động của nó, thì nó vẫn cứ chất ứ lên những bãi chôn lấp ngoài trời, hay thậm chí là tràn lan ở ngoài môi trường và tràn ra cả đại dương của chúng ta. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng chúng ta đang nhìn nhận rác sai cách thì sao? Thay vì thấy rác là thứ gì đó cần được xử lý, thì tại sao không nhìn nhận nó như một nguồn tài nguyên? Xin giới thiệu những tấm ván của Reform Plastic, biến những loại rác nhựa không có giá trị như thế này hoặc thế này thành những tấm ván đẹp đẽ và đa dụng. Chắc bạn sẽ nghi ngờ không biết ván này có bền không? Thế thì cùng xem nhé! Không những tấm ván này bền mà ván còn chịu được các yếu tố thời tiết ngoài trời và dĩ nhiên là 100% chống nước, hoàn toàn 100% từ nhựa, không phụ gia và cực kỳ an toàn. Thật sự rất tuyệt vời, nhưng có lẽ bạn cũng thắc mắc ván này dùng để làm gì. Tấm ván này có rất nhiều công dụng và có thể là vật liệu thay thế tuyệt vời cho gỗ và cả ván ép. Tại sao chúng ta lại chặt cây khi có thể sử dụng nguồn tài nguyên vô hạn này? Ván của chúng tôi có thể làm đồ nội thất, thùng rác, từng xanh với chậu trồng cây và còn nhiều hơn thế nữa. Nếu bạn đã sẵn sàng thay đổi và bắt đầu muốn sử dụng vật liệu này trong tương lai, hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé! My name is Jan Zelman. I'm the co-founder of Reform Plastic and heading all of the R&D and production activities. What motivated me to go into this field was really the environmental impact. Every day that we see the incoming waste, we work with the informal waste workers. We engage in some sort of cleanup activity. We know we are making an impact. And that is so rewarding. At the same time, coming up with a solution that's so simple, yet so impactful, makes you wonder why it hasn't been done before. And that is really what drives me at the moment. Our first facility was actually an R&D facility where we just were based in a container with a few low-cost machines just to learn about the material that we wanted to address. We opened our first full-size facility in the beginning of 2020, which was based, or which still is based, in Hoi An in Vietnam. We then had the opportunity to replicate very early on, also within 2020, with two additional facilities in Myanmar. And we actually transferred the know-how to local waste operators there. So we have one facility in Hoi An, two in Myanmar, and we just signed our first social franchise with a waste operator in the south of Vietnam as well. So we're going to have four facilities at the end of this year.